Xin chào cả nhà, hôm nay mình đến cà phê bên Đức Saline để mình review chiếc 735i, một chiếc rất là khủng của nhà bên Đức. Và mình sẽ uống cà phê xong rồi mình sẽ qua review. Cà phê này cực kỳ ngon nha. I bên Đức. Chiếc này rất là khủng nha mọi người. Tăng bánh đầu đó cần gần 7 tỷ. Ở đây có cái đèn pha lê cực kỳ đẹp, rất là đặc biệt. Người vô tham quan đây là nó dạ pha lê rất là đẹp, có đèn led. Wow, đây là màn hình cụm đèn đôi rất là đẹp, nguyên một dàn này ánh đèn quá là tuyệt vời. Pha lê bao gồm viền 36 ba và chơi 4D. Nhưng mình sẽ cho mọi người coi có cái viền trần, mình sẽ ngồi ghế sau để cho mọi người cảm giác hay và rộng nha mọi người. Này chiếc dài hơn 5 mét rưỡi, 5 mét 495 à, Sky Lounge hả? Mọi người wow, trời ơi, thương gia luôn. Mình chỉnh hết mọi thứ, đèn viền